Thưa quý vị, tại cuộc họp giao ban công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh diễn ra vào chiều nay, nhiều nhiệm vụ quan trọng phòng chống dịch trong thời điểm hiện nay tiếp tục được quán triệt đến các đơn vị địa phương trong tỉnh. Cuộc họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ. Tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống COVID-19, nhiều ý kiến đã được đại diện các sở ban ngành và địa phương đưa ra, trong đó nhấn mạnh việc nới lỏng giãn cách xã hội, cho phép các homestay, nhà nghỉ hoạt động trở lại nếu đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, cho phép học sinh đi học theo lịch học bình thường như trước đây, đề xuất chủ trương phục hồi các hoạt động tập trung trên 50 người, cho phép tổ chức các lễ hội văn hóa thể thao trong thời gian sớm nhất. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng mỗi tỉnh có một đặc thù riêng, quan điểm của tỉnh vẫn phải ưu tiên hàng đầu cho việc phòng chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân vẫn là điều quan trọng nhất. Chủ tịch tỉnh khẳng định những biện pháp tỉnh triển khai áp dụng trong thời gian qua đã mang lại những kết quả quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ban chỉ đạo vẫn đang nghiên cứu để tiếp tục nới lỏng giãn cách để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân. Chủ tịch tỉnh cho rằng trước việc nhiều địa phương nới lỏng giãn cách đã tạo tâm lý chủ quan lơ là trong người dân. Trước tình hình diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp, nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào Thừa Thiên Huế luôn tiềm ẩn rất cao, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương, các lực lượng tiếp tục triển khai quyết liệt, nắm vững phương châm 4 tại chỗ, 5K, bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh để triển khai kịp thời hiệu quả. Yêu cầu các lực lượng tại chỗ kiểm tra liên ngành duy trì sự cảnh giác, tập trung cao độ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và cách ly tất cả những người từ vùng dịch vào Thừa Thiên Huế. Trước các nhu cầu thiết yếu của người dân và học sinh, trước mắt tỉnh đồng ý chủ trương cho phép cả cấp học trở lại với lịch học như bình thường vào đầu tuần sau. Tỉnh sẽ tiếp tục xem xét để cho hoạt động trở lại các trung tâm tổ chức tiệc cưới, sự kiện, hoạt động vui chơi giải trí, nhưng phải đảm bảo các tiêu chí về phòng chống dịch và có sự quản lý giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng.